Rồi quý vị đừng có bình tĩnh, cứ từ từ để được có sức khỏe nhiều hơn, hạnh phúc được nhiều hơn nha. Đây là những tấm lòng thiêng liêng của các mạnh thường quân để chia sẻ những món quà thương yêu cho bà con, về gán niệm Phật cho bình yên nha bà con ơi. Không có chuỗi. Rồi bà con mình cứ chậm chậm, cứ từ từ ha, ổn định trật tự thì cứ từ từ. Con về gán niệm Phật bà rồi, con sẽ ơi. Tới mình thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con mình cứ bình tĩnh mà niệm Phật thôi. Ai cũng gấp hết trơn đó bà con mình thông cảm ha. Ở ngoài này mà gấp quá là nó chậm thêm. Rồi. Ai có phiếu thì vô trong. Ai có phiếu vô trong hết. Chuyển đạo xuống đây, chuyển đạo xuống đây. Rồi bắt đầu từ người một, ra đây xử lý liền đi. Dạ. Rồi xử lý liền. Rồi qua đây. Rồi qua đây, qua đây, qua đây. Rồi vô hàng một vô. Hàng một vô. Ờ vâng, kính thưa quý bạn, một vô. Đây chú à. 20 cái gạo với gói dự quà dự phẩm với chai dầu. Rồi đó, ơi ừ, vậy đó, chặt tự vậy đó, không làm chứ. Rồi từ từ chút. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Không nhai đâu. Một số anh thanh niên trợ lý tiếp mời người già lớn tuổi. Rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa toàn thể tất cả quý cô bác, quý chư đồng đạo gần xa hiện diện kính mến. Kính thưa anh Thanh Bạch cũng như tất cả quý vị mạnh thường quân kính mến. Thì hôm nay vào ngày 8 tháng 2 năm Nhâm Dần cũng là một cái năm mới. Thì như chúng ta đã biết, xuyên suốt một năm qua do tình hình dịch bệnh hết sức là căng thẳng, ảnh hưởng đến cái đời sống bà con nhân dân ở trong mọi miền đất nước, và nhất là trong cái công tác từ thiện xã hội, thì qua một cái mùa Tết vừa rồi thì tinh thần của tất cả bà con mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn luôn đồng hành cùng với Tuấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái để rồi đem đến nhiều niềm vui cho bà con, nhất là bà con ở vùng sâu vùng xa hoặc giả là bà con người dân tộc. Thế nên hôm nay tiếp tục theo chương trình đó, thì hôm nay chị Vân cũng như đại diện cho các gia đình của mạnh thường quân về đây để rồi tiếp tục chương trình giúp đỡ cho bà con nghèo khó khăn ở một cái nơi quê hương của một cái làng quê của gia đình. Vậy thì giờ đây trước tiên chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu quý vị mình trong cái chương trình của cái buổi cấp phát vào hôm nay. Trước tiên thì xin trân trọng giới thiệu là anh gì? Trần Đỗ Thanh Bạch là trưởng ấp của ấp Phú Thiện, xã Phú Hòa của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Và xin giới thiệu đây là anh Tuấn Dũng, nhiều cầu nhân ái, cũng là đại diện cho các vị mạnh thường quân để cấp phát quà trong cái chương trình này. Xin trân trọng kính giới thiệu, đây là má Năm, đây là cô Năm Thảo, là tức là Nguyễn Thị Thảo ở Thiên Cầm Sơn, tức là núi Cấm. Xin giới thiệu đây là chị Vân ở bên Mỹ, cũng mới vừa về thăm làng quê của chúng ta. Và xin trân trọng đây là chị Phương đến từ thành phố Hồ Chí Minh và đi cùng với tất cả các vị mạnh thường quân ở trong đoàn của chúng ta. Thưa quý vị, vậy thì lời đó đầu tiên chúng tôi xin chân thành gửi đến toàn thể tất cả quý vị ở trong đoàn của chúng ta trong cái buổi cấp phát vào hôm nay, lời kính chúc sức khỏe, lời chúc mừng và lời chào trân trọng tốt đẹp nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Và giờ đây thì nhận thấy cái chương trình đoàn thì xe cũng đã chuyển quà chuyển gạch tới đây. Do vậy thì trong cái thời gian này thì chúng tôi cũng xin trân trọng kính giới thiệu đến quý vị mình là trong cái buổi cấp phát quà này thì xin giới thiệu Tuấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái sẽ đọc bản báo cáo cái kết quả của cái buổi cấp phát quà này để rồi đại diện cho các vị mạnh thường quân trong cái chương trình của cái buổi cấp phát quà hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn tu sĩ Thanh Hòa. Dạ thưa Dũng xin thân ái kính chào toàn thể quý bà con cô bác, quý cô chú anh chị em cùng với anh Bạch là trưởng ấp của ấp Phú Thiện, xã Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Lời chào thân thương và kính trọng nhất. Vâng, kính thưa quý bà con cô bác, ngày hôm nay Tiến Dũng đi cùng với cô Năm Thảo và chị Thanh Hòa và chị Văn và chị Phượng để đến đây giao duyên phát quà hỗ trợ cho bà con. Hôm nay là 220 phần quà, trong đó gia đình của các anh chị em bốn gia đình ở bên Mỹ và đại diện là bà Đỗ Thị Khánh và là bà Đỗ Thị Khánh hỗ trợ với bà con những cái phần tịnh tài và những cái phần quà. Mỗi bà con nhận được là 10 ký gạo và một gói quà như yếu phẩm trị giá 200.000, trong đó có kênh YouTube của em Châu Phú, các mạnh thường quân của Châu Phú cũng hỗ trợ thêm 10 ký gạo nữa, là coi như bà con hôm nay nhận là 20 ký gạo. Và hôm nay thì Châu Phú
không có đi cùng với đoàn được là bởi vì một cái lý do cũng rất là đặc biệt, đó là Châu Phú đã bị nhiễm ở nhà rồi bị, cho nên là Châu Phú không có đi được cùng với các cô cháu. Thật ra thì đã dự định trước 2 ngày rồi, nhưng mà Châu Phú test buổi sáng nay thì Châu Phú đã bị hai ngập, cho nên là Châu Phú xin phép ở nhà để mà dưỡng bệnh, cho nên là không đi cùng với Tiến Dũng. Thì hôm nay Châu Phú có gửi cái danh sách các mạnh thường quân hỗ trợ 2.200 kg gạo qua cho Tiến Dũng luôn. Thì tổng cái số quà mà của bốn gia đình của các anh chị và bà Đỗ Thị Cánh hỗ trợ là số tiền là 44 triệu đồng. Thì Tiến Dũng có mua các phần nhu yếu phẩm như sau. Thứ nhất là 2.200 kg gạo giá 12.000, là nhân thành tiền là 26.400.000, cộng với 200 gói quà nhu yếu phẩm, trong đó có 1 kg đường, 1 chai nước tương, nước mắm, dầu ăn, một gói quà nhu yếu phẩm là trị giá 80.000, nhân cho 220 phần là 17.600.000. Thì tổng số tiền của gia đình của bà Đỗ Thị Cánh ở bên Mỹ là 44 triệu. Thì cộng với các danh sách của các mạnh thường quân của kênh Châu Phú hỗ trợ những cái phần 2.200 kg gạo, thì Tiến Dũng xin được đọc tên của các mạnh thường quân của Châu Phú như sau. Dạ. Thứ nhất là Facebook của Hiếu Lâm 470.000. Thứ hai là Zalo của Thúy Hồng 1 triệu. Thứ ba là Zalo Quang Trung 1 triệu. Thứ tư là Viber chị Trang Lương 2 triệu. Thứ năm là Zalo của Nguyễn Thị Hết 1 triệu. Thứ sáu là cô Phụng gửi giùm anh Quỳnh Hữu Đức 1 triệu và cô Nguyễn Thị Kim Phụng 1 triệu. Thứ tám là Zalo của Nguyễn Thị Kim Hương 2 triệu. Thứ chín là chị Thủy Châu và ông Châu Văn Thạnh 2 triệu. Thứ 10 là gia đình của Lương Phan cô Tư 2 triệu. Thứ 11 là cô Zalo của Như Vi 600.000. 12 là chị Thảo, pháp danh là Diệu Hảo 2.7 triệu. Và hồi hướng cho ông Nguyễn Thanh Hoàng. 13 là Viber của Vũ gửi dùm anh Thảo ở Mỹ 2.100.000. 14 là Viber của Jeff Đỗ gửi dùm anh Nguyễn Văn Trung 2 triệu. 15 là Viber của Jeff Đỗ cô ở Úc 2 triệu. 16 là Facebook của Kim Phương pháp danh là 2 triệu. Và 17 là cô Nguyễn Thị Kim Phụng ở Mỹ 1 triệu. 18 là Zalo của Hồng Liên 770.000. Thì tổng số tiền của các mạnh thường quân kênh Châu Phú Tiến Dũng vừa nêu tên và cộng ra thành tiền để mua là 2.200 ký gạo nhân cho giá 12.000 thì thành là 26.400.000 của các mạnh thường quân do Châu Phú đã chuyển khoản cho Tiến Dũng và nhờ Tiến Dũng mua gạo để chở đến đây để phát cho bà con ngày hôm nay. Thì coi như mỗi bà con là nhận 10 ký gạo của gia đình của bà Đỗ Thị Cánh, còn 10 ký gạo là của kênh của Châu Phú cùng với các mạnh thường quân hỗ trợ. Thì bà con nhận phần quà là 20 kg gạo trị giá là 240.000 cộng với một gói quà nhu yếu phẩm 80.000 là phần quà hôm nay nhận được là 320.000. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ và đồng hành cùng với Tiến Dũng và Châu Phú để phát quà cho bà con ngày hôm nay tại địa chỉ là ấp Phú Thiện, xã Phú Hòa. Và Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì Tuấn Dũng nhiều cầu nhân ái cũng đã cùng với kết hợp cùng với Châu Phú thì Cẩm Sơn cũng đã đại diện cho các vị mạnh thường quân để rồi làm cái bổn phận đem nhiều rất là nhiều cái tịnh tài đến với tất cả bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa khó khăn. Vừa rồi thì cũng đã đọc cái báo cáo cái kết quả mà tất cả bà con mình đã cùng chung góp sức để giúp đỡ cho cái công việc an sinh xã hội, giúp đỡ cho bà con nghèo được thành công và tốt đẹp mà hết sức là rõ ràng và minh bạch. Và giờ đây để liên tục cái chương trình, xin trân trọng kính giới thiệu cô Nam Thảo sẽ có vài lời phát biểu trong cái buổi pháp buổi hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính chào cô chú ban tự quản chú Thanh Bạch và kính chào tất cả bà con đến đây để nhận những phần quà thân yêu của các mạnh thường quân đã chia sẻ những tình thương mến thương từ bên nước trong nước ngoài, đã biết trong cái hoàn cảnh thời kỳ của mình đang nhiễm trong cái dịch trong cuối năm rồi Tết đến nữa thì bà con rất là khó khăn. Do vậy mà tình cảm thiêng liêng của các vị chia sẻ những giúp để gửi những phần quà yêu thương đến cho quý vị trong cái hoàn cảnh khó khăn này thì cô Năm thấy rất là tình thương, rất là cao quý. Cũng trước hết là thay mặt tất cả các vị khó khăn bà con đến đây nhận quà thì cảm ơn tất cả các mạnh thường quân và cầu chúc cho các mạnh thường quân ở trong nước trong và nước ngoài ở xa và ở gần luôn luôn được có sức khỏe,
luôn luôn bình an và công việc được thành tựu, để được có nhiều phương tiện để giúp đỡ cho bà con khó khăn ở khắp nơi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua cô Nương Thọ cũng đã có vài lời rất là chân tình gửi gắm tất cả các bà tượng quân cũng như tất cả bà con mình nhân một cách pháp hòa hôm nay. Qua liên tục chương trình thì xin trân trọng kính mời chị Vân, mấy khi thì chị cũng có về quê hương thăm lại làng quê mình, có vài lời gì hả chị? Có vài lời thăm bà con mình có vui không? Có cảm nghĩ gì cứ phát biểu. Nói chung là và chị Vân rất là vui vẻ khi đi đến đi cùng các quà với Tiến Dũng và cô Năm quà mà thấy bà con ở miền quê rất là thương. Và vâng, thưa quý vị, thì giờ đây để thể hiện cái tinh thần đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, và nhất là chính quyền địa phương lúc nào cũng quan tâm về tình hình dịch bệnh và tình hình bà con mình khó khăn, nhất là các công việc làm ăn kinh tế đang xuống dốc, nhất là cái giai đoạn dịch bệnh này. Do vậy thì giờ hôm nay đoàn Tuấn Dũng cũng như kết hợp với các mạnh thường quân đến đây các bác quà thì được cái sự hỗ trợ của anh Thanh Bạch, đại diện trưởng ấp của ấp Phước Thiện nơi đây. Thì trước khi chương trình các bác quà này, xin trân trọng kính giới thiệu anh Thanh Bạch sẽ có vài lời phát biểu cảm tạ cùng với các mạnh thường quân nhân của các bác quà này. Xin trân trọng kính mời anh. Kính thưa quý vị thường quân, kính thưa quý vị mạnh thường quân, là cũng trong đó là có anh là Tuấn Dũng, chị Thảo. Cũng có rất nhiệt tình đến địa phương ủng hộ cho bà con nghèo rồi hộ khó khăn người già đau đớn của địa phương. Rồi qua một tình hình dịch thì bà con ở địa phương cũng rất là khó khăn, thì rất là căng thẳng. Cảm ơn quý vị mạnh thường quân đã nhiệt tình ủng hộ cho người dân ở địa phương là 220 quà, thì là đại diện cho mặt trận, ủy ban đảng ủy thị trấn Phú Hòa, ủy ban dân hội đồng dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và cùng bà con nhân dân ở Phú Thiện, xin chân thành cảm ơn là quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã nhiệt tình và không ngại đường xá xa xôi đã đến đây ủng hộ cho cái địa phương, xin cảm ơn, chân thành cảm ơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thú vị, vừa qua thì anh Thanh Bạch cũng đại diện cho chính quyền sở tại của địa phương đã có vài lời cảm nghĩ tri ân hết sức là sâu xa. Thì như tất cả chúng ta cũng đã được biết, các ban ngành đoàn thể cũng góp sức với các mạnh thường quân để rồi góp phần an sinh công tác xã hội. Tất cả các mạnh thường quân luôn luôn lúc nào cũng đồng hành trên cái tinh thần vì đạo pháp, vì dân tộc, thế cho nên thực hiện đúng theo cái phương châm mà lời của Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy là hãy giúp cho kẻ đó mới nhầm, hay là bà nào quá bổ hữu tài, tiền nhiều đất rộng, cò bay múc đồng, phen này bố thí cho xong để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Và hơn nữa, Đức Thầy cũng thường hay nhắc nhở cho đến các ông, quý vị, ông nào lòng dạ hải hà, động tình bác ái, ra mà làm đi, giúp người đó khó nhu mì, dạy đó tâm trì niệm Phật làm ngay. Thế cho nên hôm nay thì chị Vân cùng kết hợp với tất cả các vị mạnh thường quân về đây trước tiên là thăm một cái làng quê hương của chúng ta, và đồng thời cũng đem nhiều những cái phần tịnh tài để rồi gieo cái duyên lành, và cũng đồng thời làm những cái công đức lành này. Thì chúng tôi thiết nghĩ tất cả những cái tâm lành và những cái việc làm thiện lành này hôm nay sẽ mang lại rất là nhiều những cái thành công, những cái công đức quý báu và lớn lao. Vậy thì trước khi cái chương trình các phát quà này, chúng tôi cũng đại diện cho các vị mạnh thường quân và tất cả đoàn xin chân thành cảm ơn anh Thanh Bạch, cảm ơn tất cả các ban ngành đoàn thể của cái ấp Phú Thiện, xã Phú Hòa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt đẹp để cho đoàn của chúng tôi đến đây cấp phát quà được thành công và mang tặng tay trao tặng nơi cho bà con nghèo đúng những cái đối tượng. Vâng, xin chân thành cảm ơn các anh rất là nhiều. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân một lần nữa đã nhấn những thời gian quý báu về đây để trao tặng tay cho bà con, và cũng không quên thành tâm nguyện cầu ơn trên hồng ân tam bảo quê linh Đức Phật, Đức Thầy chiếu diệu gia hộ cho toàn thể quý vị mạnh thường quân và tất cả chư đồng đạo của chúng ta thân khỏe tâm an và tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả, và xin hồi hướng công đức lành này hướng về cho cố quyền thất tổ phụ mẫu tại đường, tăng long phúc thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương, và xin hồi hướng công đức lành này hướng về cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong 10 phương pháp giới được nương theo công đức bố thí này mà hết khổ được vui, hiện tại được an lạc và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật bố thí rất yên lành. Lễ phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
chỉ ship một hàng một rồi mình đi giữ cái khoảng cách. Vâng, thưa quý vị, do tình hình xe chở hàng đã bị trục chặt kỹ thuật cho nên là đến 6:30 tối thì xe chở gạo mới chở đến tận nơi của dân phòng ấp Hòa Thiện, thị trấn Phú Hòa, Hội Sơn. Thì đây là những cái phần dầu, một chai dầu trên xe là 4 tấn thì xin thưa tư là 4.400 kg gạo khoảng 32 kg. Hôm nay các và trong này có một số quà nhu yếu phẩm mình cũng hiểu hết rồi, cho nên một chuyến hôm nay thì làm cho bà con mình cũng hết sức là cực khổ, cũng hết sức là khó khăn để rồi chờ đợi mỏi nhau quý vị mình muốn gì đó xin cáo lỗi với cô bác mình. Thì thôi bây giờ xe cũng đã tới, do là cũng sắp xếp lên ban cấp cũng kịp thời đó là cứu chữa đó là bà con cái chiếc xe vào bên trong sang xe về đây. Bây giờ xe mình đã tới đây, ổn định trật tự thì mong rằng bà con mình chỉ cần ổn định trật tự một chút xíu nữa là xong nha, một ổn định một chút xíu nữa là xong thôi. Cho nên bà con mình thứ nhất là đề nghị bà con mình không được ồn ào, không được chen lấn, không được đi hàng hai mà duy nhất chúng ta chỉ đi hàng một, mình đi thẳng ra ngoài cửa rẽ trái lợi chiếc xe tải nhận quà là ra về, không được ồn ào, không được chen lấn ha, giữ cái trật tự ổn định chung và cái vấn đề mà coi như là yên tĩnh cho nó tốt. Vâng, kính thưa quý vị, thì thể hiện cái tinh thần tương thân tương ái, cái tinh thần đoàn kết, góp sức cùng nhau để giúp cho bà con mình an sinh xã hội, thì chính quyền địa phương, anh Thanh Bạch đại diện cho địa phương cũng có những cái thâm tình, tức là một cái món quà khích lệ tinh thần, đó là cái thư cảm tạ, cái giấy khen cảm ơn để trao gửi cho anh Tuấn Dũng và cậu nhân ái là đại diện cho các mạnh thường quân, thay vì cho nhận cái công đức lành của các mạnh thường quân nhân của các phát quà 220 phần quà ngày hôm nay do cái chương trình kỹ thuật là xe hư, mong rằng quý vị mình cũng quan hệ cho. Và một lần nữa sau cùng thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Thanh Bạch đã dành những cái tình thương để trao gửi những cái phần quà thư cảm ơn để nhờ cô Đồng Thảo và anh Tuấn Dũng đại diện các mạnh thường quân nhận cái tình thương của các địa phương đây đã quan tâm thể hiện tinh thần đoàn kết để góp sức an sinh xã hội cho tất cả bà con mình. Và giờ đây thì một lần nữa xin chân thành hồi hướng công đức lần này cho các vị mạnh thường quân, vì do cái thời gian cấp bách đã tối rồi, mong rằng quý vị mình cũng niềm tình quan hệ cho. Và giờ đây thì xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Thì quý vị mình giữ ổn định trật tự, cứ đứng ở đây đi quý vị. Rồi quý vị mình cứ vị nhờ nhường mấy người già nào đó được thì mình nhường lớn tuổi mình đi ra ngoài đó trước. Thì bây giờ mình sẽ bố trí lấy cái game mấy. Rồi quý vị mình cứ bình tĩnh, cứ từ từ nha, để được có sức khỏe nhiều hơn, hạnh phúc được nhiều hơn nha. Đây là những tấm lòng thiêng liêng từ từ mạnh thường quân để chia sẻ những món quà thương yêu cho bà con, về gán niệm Phật cho bình yên nha bà con ơi. Không có chuỗi. Rồi bà con mình cứ chậm chậm, cứ từ từ ha. Ổn định trật tự thì cứ từ từ. Con về gán niệm Phật bà rồi, con ơi. Rồi mình thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con mình cứ bình tĩnh mà niệm Phật thôi. Ai cũng gấp hết trơn đó bà con mình thông cảm ha. Ở ngoài này mà gấp quá là nó chậm thêm. Rồi. Ai có phiếu thì vô trong. Ai có phiếu vô trong hết. Chuyển đợi xuống đây, chuyển đợi xuống đây. Rồi bắt đầu từ người một, ra đây xử lý liền đi. Dạ. Rồi xử lý liền. Rồi qua đây. Rồi qua đây, qua đây, qua đây. Rồi vô hàng một vô. Hàng một vô. Vâng, thưa quý bạn, một vô. Đây chú à. 20 cái gạo với có nhiều quà dự phẩm với chai dầu. Rồi đó. Ừ, vậy đó, trật tự vậy đó, không làm đó. Rồi từ từ chú. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Không chai đâu. Một số anh thanh niên trợ lý tiếp mấy người già lớn tuổi. Rồi. Rồi ông này. Có không nè. Anh trai xách cái máy Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gì sức khỏe nha. Đúng rồi. 20 cái gạo có quà như giữ trật tự. Đi hàng một. Đi hàng một. Bao 20 kg. Này có gì mình ép vô. Từ từ. Tập trung vô đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng gạo lại từ từ. Không có ra ồn quá nhiều quá. Thiếu đâu. Thiếu đâu. Xếp hàng một vô. Rồi có phiếu. Giữ trật tự. Nam Mô A Di Đà Phật từ từ. Xếp hàng một thôi. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bình tĩnh, ai cũng gấp khúc hết trơn thì nó ồn. Do tình hình xe chở quà bị dán nhiều với nhau một chút xíu thôi là có hơi chạy nãy chút. Mỗi người nhường một chút thôi là nó mau à. Còn mình chen lắng rồi nó lâu thêm. Rồi bà con mình cứ từng người vậy đó, rồi mấy anh em thanh niên sẽ phụ tiếp mấy bà già một tay, mấy em nhỏ một tay. Mấy thanh niên mình đâu phụ tiếp mấy người già lớn tuổi. Ai trả vậy, trả cho con này tôi vô nè. Rồi tiến tới luôn.
Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Từ từ thôi, từ từ thôi, bắt đầu từ từ. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ từ vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mấy anh thanh niên phụ tiếp mấy người lớn tuổi một tay là nhanh. Rồi quý vị mình cứ bình tĩnh, cứ từ từ. Nhiều hơn nha. Đây là những cái tấm gương thiêng liêng từ từ mạnh thường quân để chia sẻ những món quà thương yêu cho bà con về gán niệm Phật cho bình yên nha bà con ơi. Không có chuỗi. Rồi bà con mình cứ chậm chậm, cứ từ từ nha. Ổn định trật tự thì cứ từ từ. Con về gán niệm Phật bà rồi, con ơi. Rồi mình thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con mình cứ bình tĩnh mà niệm Phật thôi. Đây là những cái món quà thiên nhiên của các mạnh thường quân gửi tới trái tay cho bà con. Bà con cố gắng về mình niệm Phật. Rồi, nha. Phật. Niệm Phật luôn luôn để được khỏe mạnh. Rồi bà con nha, mình bà con. Ổn định đi từng người một. Rồi giữ chặt tự nha nha. Rồi xe cộ nghe giao thông nha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mấy anh thanh niên phụ tới một tay. Coi phát dầu nghe, phát dầu đâu, dầu đâu. Dầu của mình mỗi người một chai dầu, mỗi người một chai dầu. Mỗi người một chai dầu, cứ từ từ. Xếp hàng một, đừng có chen lắng quá. Cái chỗ này bị chen lắng hơi bị đông rồi nè quý vị. Đừng có cho ra nữa. Chỗ này không được chen lắng quá đông rồi nè. Bây giờ khép cửa là bớt rồi, quá xá đông rồi. Đừng có chèn ra nữa. Đừng có chèn ra nữa. Đừng có chèn ra nữa quý vị. Không có chèn ra nữa. Cứ từ từ thôi. Người ta xử lý từ từ, mấy bà chàng ra là nó chậm thêm. Chàng ra là lâu thêm. Thấy bà con? Cô đi cho mấy chàng ra. Khép cửa lại. Rồi. Rồi khép cửa lại rồi một chút xíu thôi. Mình giải quyết cái ủng tắc giao thông này đi. Qua bên kia kìa, bên kia kìa. Khép cửa lại giùm đi. Một chút xíu là hả mở ra. Chỗ này quá đông rồi. Rồi từ từ bà con mình vô hàng một nè. Hàng một vô giùm. Đi từ người một vô giùm, cảm ơn. Rồi ở đó khép cửa lại giùm nghe bà con mình quan hỷ nha. Chợ chút ở đây đang xử từ người vậy đó. Dạ Nam Mô Đà Phật. Bên trong cứ đóng cửa lại dạ, giùm cho cô nữa. Sức khỏe nha cô. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con mình từ từ nha, bình tĩnh nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Do là đông quá cho nên bà con mình gắng chờ chút. Dạ Nam Mô Đà Phật. Nhớ từ kia đề Phật hai cô. Ra phía sau giùm. Ở đây là mắc trật tự luôn thêm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Ra sao đi chị? Đi từng người. Từng người, từng người. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Ủa sao bà thầy nữa hả? Dạ đây vị ơi, đây là những cái phần gạo mỗi một bao là 20 kg. Tới rồi, một bao gạo là 20 kg. Trong này có một cái quà nhu yếu phẩm, một chai nước mắm, một chai dầu ăn, một chai nước tương, một ký đường cát và một bịch bột giặt rồi, và một bịch muối iốt. Rồi có quà đây bà con mình đến nhận quà. À, giờ này cũng gần 7 giờ tối rồi. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Do tình hình xe nó bị trục trặc kỹ thuật quý vị ơi, chở giữa đường nó bị hư. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bà con mình cứ từ người quý vị ơi. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bà con mình do cái chương trình trục trặc kỹ thuật ha, do cái duyên nó còn chắc chở cho nên bà con mình niệm Phật cho nó qua cái nạn ha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi niệm câu Phật đó chị. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. À, hôm nay bà con nhận là 20 kg gạo cộng với một gói quà như phẩm, một chai nước mắm, một chai nước tương, một ký đường cát và một bịch bột giặt và một bịch muối iốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi từng người, từng người, từng người. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây các huynh đệ đang ở trên xe chuyển hàng xuống đây. Rồi. Mỗi một bao gạo là 20 kg cộng với nhu yếu phẩm, trong này có một
rồi cho đại một bịch cho huynh. Rồi mấy anh em thanh niên một bịch một tay đường, một bịch bột giặt, một chai nước mắm, một chai nước tương và một chai dầu ăn cộng với một ba bịch muối. Mấy ông khỏe lên phụ tiếp tay rồi chúng ta mình làm sao mình làm công quả đi. Cái gạo là 200 là 320 ngàn cho một phần quà. Từng ơi từng ơi. Rồi. Từng ơi từng ơi. Đây bà con đang nhận quà buổi tối. Thì giờ này cũng đã 6 giờ 45 bởi vì gần 7 giờ tối rồi. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, bây giờ bà con mình giữ ổn định trật tự nha. 220 phần quà này cho bà con. Rồi. Bây giờ đằng kia đang tốt đằng kia lần chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, bà con mình không được chen lấn nha. Chỗ này chen lấn rồi nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Từng ơi. Từng ơi, từng ơi. Không được đông quá, xử lý không kịp. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị mình chào một chút là xong. Không chen vô đây được. Rồi, không được chen vô đây. Vô bên kia là dạ đâu. Một tiếng bạn ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây cho một người giữ cửa giùm nghe chú. Chú giao trách nhiệm cho chú giữ cửa. Rồi, chú cho ra từng người thôi chứ không được ra đông. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây lỡ rồi, ở đây lỡ ra xử lý. Dán về niệm Phật chưa con? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con hiếu lạnh. Các anh em đang trên xe vận chuyển gạo và thực phẩm. Rồi bà con mình vô ổn định trật tự, không được chen lấn ồn ào. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bên trong bà con mình cũng thông cảm chờ chút. Xử lý cho hết cái chỗ bị đông này đi. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bà con mình từ từ. Rồi mấy anh thanh niên mạnh đó, lên phụ tiếp tay cho mau. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, thưa quý vị, thì do cái chương trình bị hư xe chậm chạp cho nên giờ này là tối rồi vậy. 7 giờ tối rồi. 7 giờ đêm rồi, 7 giờ tối rồi. Thôi giờ do vậy thì bà con mình cũng thông cảm nha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp bà già, tiếp bà già, tiếp bà già vô. Hổ hổ bà già. Em chơi. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Rồi chúc cho bà con mình nhiều sức khỏe nha. Mỗi một bà con nhận một phần quà là 20 kg gạo cộng một gói quà nhu yếu phẩm 80 ngàn nữa là tổng cộng là 320 ngàn một phần quà nhé vị. Nam Mô A Di Đà Phật chơi. Quá quý rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ sao? Sao chỗ này lâu hết mấy anh? Bà con giữ trật tự nè, xe cộ giao thông này nha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi khiêng ra luôn. Một người một chai nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ này anh em niệm Phật hết tối rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá xá là vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho tình hình xe cổ nó bị trục trặc hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Hết 4 tiếng đồng hồ vậy ơi, xe nó bị hư. Rồi thành ra là anh thợ anh sửa rồi. Nó kéo dài cái thời gian chứ đúng ra là 3 giờ chiều nay là đã phát quà cho bà con rồi. Mà phải đến 7 giờ xe mới tới nơi được. Lần đầu tiên mới bị trục trặc kỹ thuật như thế này quý vị ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi từ người thôi. Rồi giờ này gần hết rồi đó, xả cửa luôn. Mở rào. Mở cửa luôn hả? Mở cửa luôn hả ông bà? Chứ đừng có phá rào nha. Đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Mở cửa cho bà con ra luôn nha. Xếp hàng một vô. Xếp hàng vô các cô, xếp hàng ngay vô, ngay vô. Ngay vô, chờ đợi, đừng có chen. Ai cũng có quà hết, ai có biết là có quà hết nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, đó đi nữa không? Nam Mô A Di Đà Phật.
Đà Phật, chào chú. Đó, cứ từ người tới thôi. Rồi, quá. Wow. Rồi, bà con mình bữa nay nhận quà có vui không? Có vui không? Không sao hết, tao nữa cả. Quá vui. Chú cảm nghĩ bữa phát quà này, nhận quà này thấy sao chú? Rất là ý nghĩa, quay mà đều con cái rất là cảm ơn mấy ông có tinh thần như vậy. Bà con tôi đây cảm ơn nhiều lắm à. Dạ, cảm ơn chú ha. Dạ. Dạ. Mấy ông cực khổ, mấy ông đường xa đến đây mà giúp tinh thần chờ đợi. Dạ. Mấy ông chú này giúp dân nghèo gì là biết ơn nhiều lắm mấy ông. Cảm ơn chú rất là nhiều ha. Dạ. Rồi chú cảm nghĩ sao? Cũng khỏe cũng vui vẻ chú có vui vẻ ha. Chờ cả buổi chờ cũng vui luôn. Vui. Quá dữ luôn. Chú có nghĩ gì không? Không. Nam mô Đà Phật. Rồi cảm ơn nha. Cảm nghĩ nhiều bà con tặng món quà này, cảm ơn. Rồi chờ cả buổi nay thấy sao, có vui không? Vui vui. Ừ, có buồn không dám nói hả? Dạ, Nam mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì còn những cái phần quà ở trên xe đỡ là khoảng 20-30 phần nữa quý vị ơi. Ủa cái phiếu này của ai ạ? Dạ đây. Của ông ở cầm đi. Các anh em đang túc trực để mà phát những phần quà này trao tặng tay của 220 hộ sạch sẽ hết thì anh em mới về nghe quý vị. Giữ trật tự từng người thôi, gần hết rồi, gần xong rồi quý vị ơi. Còn có chút xíu nữa là xong rồi, gắng chờ thôi. Nam mô Di Đà Phật. Lai từ cháu cũng chừ. Rồi, Nam mô Di Đà Phật. Chút xíu nữa là xong. Nam mô Di Đà Phật. Rồi, không có ồn à, không có chen lắm giành giật là mang nhanh. Bà con ngồi qua đây. Ra phía sau cô. Phải nói là hôm nay một buổi đáng quà, phát quà rất là nhiều kỷ niệm. Quà rất là cực kỳ vui. Quá xá rồi quý vị ơi. Nam mô Di Đà Phật. Rồi, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, chúc sức khỏe nha chị. Rồi, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Rồi, gắn lên bà con ơi, năm mới này là mang phát tài hết nha. Nam mô Di Đà Phật. À, phỏng vấn anh dẫn ấp qua chút xíu cho anh dẫn ấp qua có đôi lời anh. Anh Thanh Bạch. À, có vài lời phát biểu cảm nghĩ trong cái chương trình phát quà buổi tối hôm nay, anh có nghĩ gì như thế nào không ạ? Thì cũng rất thứ nhất là cảm ơn cô Trần Thị Thảo là núi cấm, anh Tấn Dũng là nhiệt cầu Kỳ An của Kỳ Tôn và anh Phú Thiên Cấm Sơn và anh Đặng Thanh Hòa là Châu Phú Thiên Cấm Sơn. Ừ. Cùng đoàn đi theo mạnh thường quân đi theo trong đoàn để phát quà để đại diện cho đảng, đảng ủy, ủy ban dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phú Hòa đang dân ấp phú thiện cùng bà con dân ấp gửi đến lời cảm ơn chân thành đối với mạnh thường quân, lời chúc sức khỏe và mong rằng là sẽ có sau này để ủng hộ tiếp cho địa phương. Trong cái mạnh thường quân mình ủng hộ cho địa phương là mỗi một người một phần quà trị giá là 300.000 đồng, 320.000 đồng, tổng số quà là 220 xuất, tổng giá trị là 70.400.000 đồng. Thì đại diện cho cái người dân của ban ấp Phú Thiện xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân và chúc quý mạnh thường quân cùng gia đình được dồi dào sức khỏe và sự nhí thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa thì chúng tôi cũng thay mặt cho đoàn xin chân thành cảm ơn anh rất là nhiều. Cũng đại diện địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi tốt cho đoàn đã đến đây các phát quà hết sức là ý nghĩa, hết sức là vui, hết sức là thành công, là tốt đẹp. Mặc dù là nó có một số trục trặc nhưng mà mình rất là phấn khởi vui ha anh ha. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay có dịp mình rồi. tiếp tục nữa. Rồi. Vâng, Tứ Dũng nhận thấy là còn trên xe khoảng vài phần quà nữa là đã kết thúc chương trình quý vị. Sẽ chào gửi hết cho bà con mình. Chương trình cấp phát quà đã xong rồi đó Tứ Dũng. Yeah. Tức có nghĩa là buổi phát quà hôm nay mình hẹn 2 giờ mấy 3 giờ chiều. Yeah. Nhưng mà giờ này là 7 giờ mấy rồi. Mà bà con vẫn chờ đợi. Ha, bà con vẫn đến đông đủ và nhận quà cũng gần hết luôn. Cho nên giờ đây thì chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị mạnh thường quân đã tận tình, đã tận tâm, đã tận lực, đã hết mình, chúng tôi cũng hết sắp sửa là hết sức khỏe. Sẽ cùng với quý vị mình vui vẻ để đồng hành để cấp phát quà cho nó được hoàn thiện và thành công tốt đẹp. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân đã quan tâm theo dõi chúng tôi với cái công tác an sinh xã hội giúp đời. Do vậy một lần nữa thành tâm nguyện cầu ơn trên hầm an tâm bảo quy linh đức Phật đức thầy chiếu diệu gia hộ cho tất cả quý vị mạnh thường quân luôn luôn sức khỏe dồi dào,
tinh thần an lạc và tinh tấn tu hành cho sớm đắc thành đạo quả, và hồi hướng công đức lành này cho cụ Huyền Thất Tổ, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trường giảng Tây Phương, và hồi hướng công đức lành này cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới được nương theo công đức bốn thí này mà hết khổ được vui, hiện tại được an lạc, mãn cái hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật bốn thí rất yên lành. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, và đây Tiến Dũng và Tài sĩ Thanh Hòa cùng với cô Nam Thảo cảm ơn bốn gia đình của cô Đỗ Thị Cấm ở bên Mỹ và các mạnh thường quân của kênh YouTube Châu Phú Thiên Cấm Sơn đã hỗ trợ cho bà con mình hôm nay những phần quà thật là ý nghĩa, đó là 20 kg gạo cộng với một gói quà nhu yếu phẩm trị giá 320.000 đồng một phần. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo của YouTube Tướng Dũng Dịp Cầu Nhân Ái. Cảm ơn. Nam mô Đà Phật. Rồi còn lại những phần quà trên xe này đó, bà con nhận là kết thúc rồi, chỉ còn mấy phần thôi quý vị ơi. Rồi xong xuôi, bốn phần quà cuối cùng bà con mình nhận là đầy đủ hết. Cảm ơn tất cả vị rất nhiều nhé, hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn Tướng Dũng và Cao Nhân Ái đã hết sức là nhiệt tình để ở đây duy trì để ra các phát quà cho hoàn thành xong cái trách nhiệm bổn phận của mình và hết sức thành công và tốt đẹp. Xin chân thành một lần nữa cảm ơn Tướng Dũng rất nhiều, cảm ơn các vị mạnh thường quân rất nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Kết thúc hết. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả quý cô bác, chưa quý vị kính mến, thì theo như chúng tôi nhìn chung thì chúng tôi cùng với Tướng Dũng và Cầu Nhân Ái, đây là Tướng Dũng quý vị và cô Nam Thảo, ba cô cháu xuyên suốt trong cái chương trình cả cái mùa dịch và đi phát quà cả cái dịp mà Tết đó quý vị, phát quà Tết đó, thì chưa có cái lần nào mà trục trặc như cái lần này. Bà con mình phải chờ từ lúc 2 giờ mấy, 3 giờ cho tới bây giờ, do xe nó bị hư cái hộp số, thay hộp số rồi mà vẫn trục trặc tiếp tục nữa, thì đây là phải nói là một cái nhân duyên. Trong cái nhân duyên nó cộng vô cái nghiệp duyên, cho nên bà con mình cộng nghiệp, cộng nghiệp cho nên mệt chung, phải bà con mình. Cho nên thì bây giờ báo cáo với bà con mình được mừng là hiện giờ xe mặc dầu hư, sửa mà sáng giờ không có xong thì đưa nó xuống sông rồi. Bây giờ mình mướn chiếc xe khác, mướn xe khác cao cấp hơn chuyển lại đây. Bây giờ báo cáo với bà con mình là xe đang chuyển lại đây khoảng hai mấy phút là tới đây. Háo qua bà con mình thì thôi, trước mắt á chúng tôi cũng đại diện cho ban tổ chức của đoàn thì xin chân thành cảm ơn và chân thành xin lỗi tất cả bà con mình, mong bà con mình cũng hoan hỷ thông cảm cho đoàn của chúng tôi cũng lâu lâu mấy khi mới có một chuyến đi nó bị sơ xuất, không lâu lâu mới có một thời kỳ năm thở mười thì mới có một chuyến đi nó không có được may, không bà con mình. Cho nên bà con mình cũng quan hệ thôi, thì trong cái thời gian chờ đợi này chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Tướng Dũng và Cầu Nhân Ái sẽ đến với quý vị mình một cái ca khúc Ca Trước Biết Sao. Xin mời quý vị mình ủng hộ một tràng pháo tay. Quá dữ luôn, thôi mời ca sĩ. Mời ca sĩ đi. Tu sĩ ca sao? Trời ơi là trời. Nào giờ mới thấy vụ này. Alo. Dạ kính thưa quý bà con cô bác, cũng mong quý bà con cô bác quan hỷ. Từ 3 năm nay Tướng Dũng đi làm cái công tác từ thiện, lần đầu tiên có bị sự cố như thế này thì xe thì anh xin anh chở đi, đúng là quà phải chở trước buổi chiều hôm qua lận thì anh đã đi rồi, nhưng mà xe nó bị nằm đường là anh sửa từ chiều hôm qua hôm nay mà xe vẫn bị trục trặc không có đến được. Thì hiện nay thì đã có một chiếc xe khác đang vận chuyển hàng hóa đến, thì cũng mong quý bà con cô bác quan hỷ để trong thời gian chờ đợi xe chở quà đến thì thôi, thì Tướng Dũng cùng với Tư sĩ Thanh Hòa sẽ thay phiên nhau để hát kéo dài cái thời gian nha, để cho bà con của chúng ta ngồi cho nó đỡ ngắn. Không có đông, có đông hát luôn, có đông hát luôn nha. Đây chút xíu nữa có đông con sẽ tặng cho quý vị luôn nha. Bây giờ thì Tướng Dũng sẽ hát tặng cho quý vị một bài Tăng Cổ. Đó, Tăng Cổ Giao Duyên nha, Tăng Cổ Giao Duyên. Đây bây giờ bà con miền Tây mình rất là thích Tăng Cổ. Bài hát một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hồng Khanh, bài hát được mang tên Lời Người Hát Rong. Cho một tràng vỗ tay để ca sĩ thích lễ tinh thần. Nếu em là trác dân quân thì anh sẽ biến thành chàng tư mà
cầu hoàng cho nỗi nhớ em. Nếu em là mỹ nương giữa lầu son rực rỡ thì anh nguyện chèo đò chở tiếng xa không, nếu em là
các anh quân thiện sẽ không trở thành chàng tư mã trôi khúc huyện cầu hoàng cho nỗi nhớ riêng em. Lời người hát rong là lời gió tất cả, tình người hát rong tình của kẻ đa tình. Cảm ơn quý bà con đã chịu khó ngồi nghe. Tiếp theo sẽ đây thì xin mời đây là quý vị tu sĩ mà hôm nay sẽ làm ca sĩ để gửi quý vị nha. Xin mời tu sĩ ca sĩ Thanh Hòa. Không biết cái vụ gì mà anh em có thay phiên qua càng vậy. Thôi giờ mình cũng gán câu giờ nếu vậy. Tại vì cái lỗi là do hai anh em. Thành ra từ hai anh em phạt phạt ca cho bà con mình nghe. Nhưng mà thôi thì trong cái duyên lành thấy bà con mình buổi chiều rất là vui, rất là phấn chấn, rất là hoan hỷ. Cho nên thôi thì bà con mình cũng rất là ghét hoan hỷ thêm một chút xíu nữa bà con. Thôi thì chúng con xin chân thành trước tiên gửi đến quý vị mình qua một cái bài thi được mang một cái tựa đề rất là tuyệt tác, rất là cực kỳ hay. Đó là một cái nội dung được mang tên Tình yêu nhân loại. Ha, cô bác mình bảo vệ ủng hộ cho một chàng phố đây. Diễn ngâm tình yêu rộng lớn to la. Theo quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin gửi đến bà con mình qua một cái bài tình yêu. Ta có tình yêu rất đêm nông, yêu đời yêu lẫn cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng du không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại sẽ gặp tình ta trong khói yêu. Ta đã đa mang một khối tình dường như thể hại dời sớm minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng má xanh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn bà con mình. Xin hết ạ. Giờ đây thì để liên tục chương trình đi ở đây thì có ba cô cháu thôi thì cũng phạt chung ba vị. Giờ đây thì ba cô cháu tức là cô Năm Thảo cũng là một vị cao tuổi ở Thiên Cẩm Sơn tức là núi Ông Cấm, cô cũng đã từng tham gia rất là nhiều những cái chương trình từ thiện xã hội và khuyến khích mọi người giác ngộ tu hành theo cái con đường lành của nhà Phật. Thế nên hôm nay thì trong cái chương trình của cái buổi giao lưu phát quà thì thôi giờ đây chúng tôi xin trọng kính giới thiệu cô Năm Thảo ở núi Cấm sẽ có vài lời thi thơ gửi tặng đến tất cả bà con mình nhân dịp trong buổi cấp phát quà đang chờ đợi này. Xin mời quý vị ủng hộ cho chàng pháo tay. A Di Đà Phật thì cũng lại đáp lại với cái tình cảm của quý vị, một cái tình thương thiêng liêng mà chúng tôi đến gặp quý vị cũng ở đây quy tụ rất là nhiều, nhưng mà quà thì chưa có đến. Do vậy trong cái tình cảm thời gian mà mình gặp gỡ ở đây đó quý vị, nó phát xuất lên những cái lời nói và những cái tình cảm này. Thì hôm nay thì cô Năm Thảo Núi Cấm cũng xin khẽ với quý vị vài lời để gọi là mình gắn bó với nhau. Thôi thì bây giờ như vậy nha, mình ở đây cũng lớn tuổi rất là nhiều quý vị, nhưng mà nãy giờ thì quý vị ca đạo rồi ca đời, thì bây giờ tới cô Năm Thảo thì chúng ta hãy niệm Phật để cầu nguyện cho tất cả những người có mặt nơi đây luôn luôn được bình an, luôn luôn được hạnh phúc và công việc được thành tựu từ đầu năm cho nên tới cuối năm lúc nào cũng vui vẻ nha quý vị nha. Thì bây giờ trước thì cô Năm cũng chia sẻ đôi lời với bà con. Nhìn qua
cảnh xung dày, có nam có nữ về đây nhân hòa, của người tình nghĩa phương xa gửi về ở xa Phú Hòa trợ duyên, thì đây là tình cảm thiêng liêng của người Nam Việt ở miền phương Tây. Hòa đem ở chốn nơi này tặng cho tất cả nơi đây no lòng, đó là tình nghĩa giống dòng của cô ở ấp ấp gì tao quên đó. Ấp Phú Thiện bằng đồng ngân xu, vậy thời thay mặt để tập tu nhắc cho quý vị niệm Phật công phu cho an lành, để qua năm tới mình được trường sanh, làm ăn giàu có, được lành được no. Thôi thì mình ráng niệm Phật để Phật cho, để mình có phước bao ấm no cho gia đình. Hôm nay cô Thảo cũng nói tình, cũng xin niệm Phật để trở cho tất cả mình bình an. Niệm Phật thì được bình an, niệm Phật cũng được giàu sang gia đàn, thì lời Phật dạy được mở mang, nhất tâm niệm Phật thì bình an gia đình. Thì hôm nay mình cùng với nhau niệm Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Và xin dứt lời những lời phước báo niệm Phật, xin hồi hướng cho tất cả huynh đệ ngồi nơi đây được có sức khỏe an lành và gia đình hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Năm đã ứng khẩu một bài thơ tự tâm của cô đã gửi đến với bà con cô bác, với qua những cái tấm chân tình. Để không biết xe giờ này đi tới đâu rồi. Cũng mong quý bà con có thấy thôi chờ đợi chút xíu. Và nếu mà tới chưa làm nữa hả? Làm nữa ha, làm bài tăng cổ nó đi ha. Rồi. Nhỏ máu tim đau, cô phải tiếng đàn kia bởi lòng mô kẻ ca. Sông nước khác dương vẫn khắc ghi ngày tái ngộ, đàn vẫn còn đây mà tứ kỳ ơi đã dâng đâu rồi. Nhưng anh không ta ba nha, mà em cũng chẳng phải Thúy Kiều, không phận mình chiều trôi cũng bạc mệnh. Ba nha đập đàn tới dân bản chi âm, ba nha cô đơn Kiều nó cũng cô đơn, thương chi mạc số còn anh luôn diễn phúc. Em hòa lời ca anh thành phím nhạc, nguyện mãi bên nhau đi suốt cuộc đời.